Câu số 4 là một câu hình học. Cho đường tròn O với hai đường kính là AB, MN vuông góc. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm C khác điểm M, kẻ MH vuông góc với BC. Chứng minh BOMH là tứ giác nội tiếp. Với ý A này thì chúng ta thấy ngay góc MHB bằng góc MOB cùng bằng 90 độ. Do đó góc MOB cộng góc MHB bằng 180 độ mà hai góc này đối nhau dẫn tới tứ giác MOBH là tứ giác nội tiếp. Tới đây ý tưởng mà đưa biểu thức này về sử dụng tam giác đồng dạng là không thể. Ví dụ nếu giữ nguyên thứ tự, ta có MEHC không thể tạo thành một tam giác được. Tương tự MEB thẳng hàng nên cũng không thể tạo thành tam giác. Vậy bài này chúng ta sẽ phải chứng minh gián tiếp thông qua một biểu thức khác. Trước tiên thầy vẫn chuyển đẳng thức này thành ME trên BE bằng MH trên HC. HC và MH thì thầy có thể nghĩ tới tam giác CMB là tam giác vuông tại M có đường cao MH. Thì MH bình chính bằng HC nhân với HB, hay lập tỷ số ta có HC trên MH chính bằng MH trên HB. Vậy liệu ta có thể chứng minh MH trên HB cũng bằng ME trên EB hay không? Giả sử ta có tỷ số này thì theo tính chất đường phân giác, ta có EH chính là phân giác của góc MHB, tức là góc MHE phải bằng góc EHB. Tận dụng tứ giác BOMH nội tiếp ở câu A, BOMH nội tiếp thì góc MHE chính bằng góc MBO, còn góc OHB thì chính bằng góc OMB. Như vậy, đưa về góc OMB và góc MBO, hai góc này thì bằng nhau do MOB vuông cân tại O. Như vậy, ta sẽ xuất phát từ tam giác OMB vuông cân tại O, dẫn tới hai góc OBM và góc OMB bằng nhau. Tứ giác OBHM nội tiếp theo câu A nên góc OBM sẽ bằng góc OHM vì cùng chắn cùng OM. Tương tự, góc OMB cũng bằng góc OHB vì cùng chắn cùng OB. Từ ba điều này ta suy ra góc OHM sẽ bằng góc OHB, dẫn tới OH chính là tia phân giác của góc MHB. Theo định lý đường phân giác trong tam giác, ME trên BE bằng MH trên HB. Còn với tam giác CMB vuông tại M, đường cao là MH, ta áp dụng hệ thức lượng. HM bình sẽ bằng HC nhân HB. Đưa thành tỷ số là HC trên HM sẽ bằng MH trên HB. Từ 3 và 4 có chung MH trên HB, dẫn tới ME trên BE sẽ phải bằng HC trên HM. Và nhân chéo ta có điều phải chứng minh. Và ý số 3, gọi giao điểm của đường tròn O với đường tròn ngoại tiếp tam giác MHK là K. Chứng minh CKE thẳng hàng. K thuộc vào đường tròn ngoại tiếp tam giác MHC dẫn tới góc MKC phải bằng 90 độ. Tương tự, K cũng thuộc vào đường tròn O dẫn tới MKN là một góc vuông. Tổng của hai góc MKC và MKN bằng 180 độ dẫn tới CKN phải thẳng hàng. Nếu chứng minh được CN cũng thẳng hàng nữa thì ta có CKE thẳng hàng. Để chứng minh CN thẳng hàng thì thầy sẽ chứng minh góc BEC cộng với góc BEN bằng 180 độ. Tới đây nhiều em sẽ thấy rất đơn giản. MEC cộng BEC bằng 180 độ do MEB đã thẳng hàng. Mà MEC bằng góc BEN hay góc đối đỉnh, dẫn tới điều phải chứng minh. Tuy nhiên, các em chưa có CEN thẳng hàng.
thì cũng chưa có hai góc đối đỉnh. Mà ở đó ta sẽ tìm cách chứng minh góc MEC bằng góc BEN. Ta sẽ thấy MC song song BN cho thấy ý tưởng về hai tam giác đồng dạng là tam giác MEC và tam giác BEN. Hai tam giác này thì đã có hai góc vuông, góc MBN thì bằng 90 độ, do MN là đường kính của đường tròn O. Còn góc EMC kề bù với góc AMB nên cũng bằng 90 độ. Góc đối đỉnh thì ta không thể sử dụng. Tương tự, chưa thể có góc MCE bằng góc BNE. Do đó thầy nghĩ tới việc sử dụng trường hợp cạnh góc cạnh, đó là CM trên BN bằng ME trên BE. Ở câu B ta đã có ME trên BE bằng HC trên MH, mà MB lại bằng MN, nên thầy sẽ đưa về chứng minh MC trên BM bằng HC trên HM. Mà điều này dễ dàng suy ra bởi vì ta thấy tam giác MHC sẽ đồng dạng với tam giác BMC theo trường hợp góc góc. Ý tưởng khá dài, thầy sẽ quay lại trình bày từ đầu để các em hiểu hơn về ý C này nhé. Trước tiên ta sẽ chứng minh CKN thẳng hàng. Do góc OHM bằng 90 độ nên đường tròn ngoại tiếp tam giác MHC sẽ có đường kính là MC. Điểm K thuộc vào đường tròn này dẫn tới góc MKC bằng 90 độ. Điểm K cũng thuộc vào đường tròn O nên góc MKN bằng 90 độ, dẫn tới góc MKC cộng góc MKN bằng 180 độ và 3 điểm CKN đã thẳng hàng. Tiếp theo ta sẽ chứng minh CEN cũng thẳng hàng bằng cách tam giác MHC đồng dạng với tam giác BMC theo trường hợp góc góc, dẫn tới MC trên BM bằng HC trên HM, mà BM thì chính bằng MN do tam giác BMN cân tại B. Thêm nữa, ở câu B ta có ME trên BE lại bằng HC trên MH, dẫn tới ME trên BE chính bằng MC trên BN. Kết hợp với hai góc vuông là góc EBN, EBN với góc EMC đều bằng 90 độ, dẫn tới hai tam giác EMC và EBN đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh. Hai góc này đồng dạng thì có góc MEC bằng góc BN. Tiếp đó, MEC lại cộng với CEB bằng 180 độ vì MEB đã thẳng hàng, nên BEC cộng BN cũng bằng 180 độ thì dẫn tới 3 điểm CN thẳng hàng. Từ sao và hai sao ta suy ra được 3 điểm CKE thẳng hàng. Câu số 5, một điểm yêu cầu giải phương trình. Đầu tiên ta thấy các biểu thức chứa căn, tìm điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng 2. Ở đây thầy nghĩ tới phương pháp bình phương hai vế. Tuy nhiên, khi bình phương hai vế các em phải chú ý cả hai vế của phương trình đều phải dương. Do đó, 5 căn x cộng 1 thầy sẽ chuyển từ vế trái sang vế phải để cả vế trái và vế phải khi đó đều là các biểu thức dương. Thầy bình phương hai vế. Tới đây, nhiều em sẽ tiếp tục bình phương hai vế lần 2. Tuy nhiên, phương trình bậc 4 thì giải không hề đơn giản. Trước tiên thầy giản ước 2 ở hai vế. X bình trừ 4 thầy đưa thành x trừ 2 nhân x cộng 2. Và x cộng 1 nhân x trừ 2 khi đó là x bình trừ x trừ 2. X cộng 2 ta giữ nguyên. Thầy sẽ tìm cách biến đổi vế trái xuất hiện các biểu thức x bình trừ x trừ 2 và x cộng 2 xem nhé. 2x bình thì thầy sẽ nhân 2 vào đây. 2x bình trừ 2x thì ta sẽ cộng với 3x để còn cộng x. Như vậy còn lại trừ 4, cộng 6 đúng bằng cộng 2, nên ý tưởng đó hoàn toàn thực hiện được. Thầy sẽ biến đổi thành 2x bình trừ x trừ 2 cộng với 3x cộng 2. Sau đó thầy sẽ đặt căn, chú ý là đặt cả căn của x bình trừ x trừ 2 bằng A và căn của x cộng 2 bằng B, thì AB đều phải nhận các giá trị dương.
Phương trình này sẽ trở thành là 2a bình cộng 3b bình bằng 5ab. Chuyển về, phân tích ta có a trừ b nhân 2a trừ 3b bằng 0. Khi đó a bằng b hoặc là 2a bằng 3b. Với a bằng b thì căn bậc 2 của x bình trừ x trừ 2 sẽ phải bằng căn của x cộng 2. Thầy bình phương 2 vế đưa về phương trình x bình trừ 2x trừ 4 bằng 0. Giải ra hai nghiệm x bằng 1 trừ căn 5 hoặc x bằng 1 cộng căn 5. Đối chiếu với điều kiện xác định x lớn hơn hoặc bằng 2, ta sẽ loại được nghiệm thứ nhất. Với 2a bằng 3b ta cũng làm tương tự. Khi đó, 2 căn của x bình trừ x trừ 2 sẽ bằng 3 căn x cộng 2. Thầy bình phương 2 vế và đưa về được phương trình 4x bình trừ 13x trừ 26 bằng 0. Giải phương trình này ta có hai nghiệm như sau. Và cũng đối chiếu với điều kiện. Loại nghiệm 13 trừ 3 căn 6 5 trên 8. Kết luận, phương trình có hai nghiệm x bằng 1 cộng căn 5 và x bằng 13 cộng 3 căn 6 5 trên 8. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bài học của chúng ta. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn nhé.